Gì con? Sao bắt đền ba tự nhiên ra đây bắt đền tôi? Sao giận ba? Giận vụ gì? À, cái clip mà bữa tắm á đúng không? Rồi thấy ướt cái cô chú nói là nhìn lạ đúng không? Cô chú nói lạ chứ đâu có xấu đâu. Tại do con ướt mà chứ đâu phải. Không chịu hả? Chứ giờ con muốn sao? Giờ muốn xinh đẹp hả? Rồi, giờ con xoay một vòng đi rồi các bà cho con thành biến hình thành đẹp luôn nè. Xoay 1, 2, 3, xoay vòng coi. Xoay. Ok, xoay. Đúng rồi, cái nữa. Chưa được luôn, cái nữa. Cứ như mẹ con tắm nắng trong khu vườn nhà xa.